Ngày hôm nay thì lại tiếp tục đến thu mua nhúng cho hộ gia đình anh này ở xã Ư. Anh ở đi liên kết cùng nuôi hươu với hợp tác xã. Ở đây thì chủ yếu là đồng bào, anh đồng bào. Chào anh. Mấy con này ăn phá hết đi luôn anh. Cái đầu vô mấy cái mắt á. Bởi vì cứ hăn nữa quá. Thế vì thế làm cho gỗ nó hay hơn. Do trường gỗ mà cái thế mà thương khác lần hẳn làm cho đúng. Thương khác mà lên cái trà tư là... Đi xuống huyết rồi. Con này thì vừa mới lên. Có con này vừa mới đổ lên anh. Có con này gần đổ này. Con này cũng gần lên rồi mọi người. Chủ trang trại thì mình thả chủ yếu là hữu thả chói và hữu được 2 và 3 năm tuổi. Tôi không mà không tôi bảo là phải mình đời sống nó mới phải làm mới trong mới phải vào cái giá nó có cứng chứ không vào giá thì nó bằng vừa hết. Con này khả năng đổ trái bạc này. Con này này. Hở đấy này. Trong này trong bể đấy. Chuẩn bị rung để đấy. Hở đấy. Nên nhúng. Bên này hai bên là khô. Bên trong là khô, bên ngoài không có là khô được. Chứ nó mặn không vỡ. Chứ giờ đây nó bằng vỡ hết. Chứ bây nè. Hứa của anh giờ thì anh phải đổ đá hết này. Để nay ai đi bít về nó phải đổ đá. Nha, chứ để này là nó ẩm nóng, nó ủ lại, nó nóng, nó chết, hắn chết, nó thiếu mùng, nó chết hết. Cứ cho sản phẩm đấy cả rồi, mà không bị tăng tần dùng thế, làm sao được. Có ra chấn là bị đau anh? Bị đau bữa hôm, từ bữa hôm ấy ra xuống xe đó, nhảy xuống. Chưa lại bữa hôm nó thả ấy đi nè. Bởi vì nè, dư đấy nè, có thể chúng sáng đấy, như cái cưa đi là có thể làm nó bị thêm nữa nè. Tu ra đi cái đi. Con này rung, mới rung hay là rung lâu đấy nhỉ? Mới. Mới rung hả? Có con đâu kia gần rung đấy. Con này con để giặt cái thối cắt được đâu. Cứng quá đấy. Bữa nào em có hướng dẫn cho nghề đấy. Khi nào có nhúng để nghề số con cắt luôn. Rồi. Nhá. Bữa hôm nó bao dùng nét chứ. Bà chị không nói cũng chị nét đó mà nghề thì nghề kéo nghề chỉ cắt luôn. Vốn đeo ở xe ba nó như rớ. Làm bao nhiêu nghề nghề không đi cắt cũng già để lại cắt xe ba lúc này đi cũng có cắt 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 hết. Có
Đây một khu vực chuồng trại phải nói là rất là đẹp, nhưng mà bà con ở đây sau khi hợp tác xã cấp giống thì nuôi vẫn chưa được đạt. Chuồng trại nguồn thức ăn rất là nhiều. Đây, hiện tại thì anh em đang tiếp tục là hướng dẫn cho bà con. Mình hôm trước cấp được mấy bi ngô anh? 12 bi. Cái ngô hả? 16 bi. Cái đó chứ anh tối lại anh phải ngấm cho nó mềm, ngấm qua bằng nước á cho nó mềm, đến sau khi đó đây khi mềm nên là mình bắt đầu phải bỏ cho ăn. Ngấm cho mềm. Một con cho ăn nhiều ít, một con thì trọng lượng đối với con đực thì mình cho ăn nửa ký 5 lạng, con cái thì mình cho ăn tầm khoảng 3 lạng đấy. Không ăn gì đâu, bác cứ cho ăn buổi tối sau khi ăn thức ăn cỏ sánh cỏ nai sánh xong đấy. Thì mình cho ăn. Cho ăn buổi tối. Cho ăn buổi tối. Còn được cái nửa ký. Vì là bác cứ cho ăn hết cái chỗ rồi nha cháu, năm nay là cấp nửa tiếp. Rồi mới cấp đợt 1 thôi. Không, cái này bữa cháy lên đấy. Như thế này được, nhưng mà làm mình làm giá mình ở lại tỷ dân. Con này đổ trại lên đẹp đấy nè. Cột bê tông ở chỗ lên đó thì mà cột thắt ra thì chỗ lại chỗ nó là tại hô bố thì nó đâm vúng chứ đâm vúng hết rồi đây. Cái này mình có thể như cái này mình cũng hô qua cho thấu. Thôi ta nghiến cửu, ta bổ cửu, ta nói bên này cho họ chứ sửa chữa lại tỉnh thôi. Đây chứ con cái mang làm được cái gì để mà cho thả là con cái ra cho phổi này. Con cái phổi cho mấy. Bữa nay hướng dẫn để mình thánh chơi là chỗ nào nhỉ? Đâu đỏ mà chứ đâu đỏ thì chứ lối đi là phải đâu nào? Không có năng tàu phải lốt dũng rồi. Thấp bằng. Bữa tôi đã sai rồi. Bữa nay tôi đã sai rồi. Sẽ là một mệt. Cái đường là cái đất đâu phía của mình là hết rồi phải không? Hết rồi. Nó chỉ lứa đâu này được không? Lứa đâu này là mình chưa mà thả thân chơi đâu này thì phải người phải đi đâu đó đi vào mà chứ người mà đi đâu đó. Thế đó là ngắn là ngắn đâu được ngắn đi dưa dừa hái ố đó để thả gãi với đứt đâu nữa. Tôi tạch mình cho nó lại đâu đi. Nó thì chưa phải xuống thảo đó ngắn một thủ đó để mà thả là hư đứt hư cả đâu này luôn. Mười bốn cưa. Ngắn tóc này được. Đó dưới dừa ngắn vị nó được đó. Anh ơi, tôi lại là tôi bảo thì đáng được cái trường mà họ nó thì vậy đâu nay về cùng cháu sáu cái nữa. Anh nha, ra sáu đó nha. Anh khi mình lua toàn bộ con lưu cải cho lại đâu nay hết này. Không nào con lưu cải cái lua là đâu nay hết để cho chú ba chú ấy. Rồi mình ngắn một cái là từ đấy sang đây là mình ngắn lại. Đấy, thả duy nhất một con hương lực thôi. Để tới xem con hương lực này được này. Ví dụ là nó giống có con này là tốt này. Đấy, là mình có thể mình thả luôn với con hương cải này. Con là cả phong, con cả cửa này là mình mở búng ra. Ví dụ như con này, mình cải cửa này. Đấy, chuột trong là chuột ngoài đây. À, chứ mở cửa trong là mở cửa ngoài đây. Thấy đây, đấy có trong. Đấy có trong này ha.
Ở bên trong á thì mình có thể như cánh này đấy, là mình toàn bộ là mình cứ cột lại thế này hết nhá. Đấy, để cho cánh cưa đóng hay mờ hết, túng ra hết. Mình thả toàn bộ hươu cái ở khu vực này với duy nhất một con hươu đực. Đấy, một con hươu đực đó khoảng 10 ngày. Đó là mình có thể mình lua con hươu đực đó ra đi, mình lại cho con hươu đực khác vào. Chứ đừng cho một con hươu đực mài ở chúng con hươu cái không được nhá. Nó liệt con hươu đực đấy. Mình thả luôn thì để cho nó giáp hổ, mùa này mua giáp hổ nha. Alo. À, chứ có, anh không biết anh con đi làm nên chưa biết được nha. Rồi mở toàn bộ là mò bỏ một con hươu đực thôi. Con tốt nhất như con này là tốt này. Đấy. Là thả toàn bộ mở cưa hết túng hết nha, để cho con hươu cái nó chạy được trống nha. Cho mình phải rao là đấy này, mình ngắn là đấy này. Đấy. Thả toàn bộ hươu cái với một con hươu đực trong khoảng 10 ngày là mình có thể là mình tách con hươu đực rồi, lua con hươu đực khác vào. Như con đực này được, con đực này được, ví dụ thế. Cứ thay đổi trên dịch, cứ hôm nay con đực khác. Chứ như con đực này không được, bởi vì lên nhúng nó không được này. Nó không giao phối được. Còn như con nhúng này mình, anh nên bổ sung nguồn thức ăn nhiều vào cái thức ăn tinh bột, ngô ấy. Ngô hoặc là quả mít. Ngô thì mình ngấm, mình cho ăn đực thì mình đến cho ăn nhiều vào, 5 láng, ngày nào mình cũng phải cho ăn. Cái nhúng nó có đấy, bởi vì mình cho ăn để cho mình lấy cái tiền nha, bởi vì đây có sản phẩm nhiều con là đủ để lên nhúng này là có, nó cho mình thu hoạch ra đây. Trong mùa này là mùa giao phổ, anh cố gắng là hàn một cái cửa đấy. Đẹp chứ cái này được mà đừng mình cho đi vô đây luôn, dị vô luôn này, mua trốn trong này luôn, rồi làm tới rồi búng hết đấy. Khi mình có ăn thì mình có thể là như ở đây mình quán vào đây được. Cho cái đá sửa được lại để sửa lại cho họ, như hướng dẫn họ sửa đó. Alo. Đẹp. Em đang nghĩ mình làm. Thôi ta nữa ta đi hồ khác này. Không, đây mới móc thì cái nó lấy trái mất.